Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ có một chuyến đi vào làng gốm sứ Bát Tràng. Thì mình có dẫn hai người bạn, là một người bạn người Đài Loan và một người bạn người Việt Nam mất gốc, đến thăm làng gốm Bát Tràng. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà mình có một cái cơ hội mà để đến làng Bát Tràng này chơi. Mặc dù là cũng là sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng mà thật sự là đây là lần đầu tiên mà đã được đặt chân tới đây. Thì trên đường vào ấy thì cũng rất là bất ngờ, tại vì mọi gia đình ở đây họ đều làm đồ gốm sứ. Đó. Mọi người ở đây họ đều làm đó. Đó. Thì đây thì mình sẽ cho quay cái cảnh mà các bạn của mình đang nặn đất cho mọi người xem, một bạn Đài Loan và một bạn Việt Nam mất gốc nhá. Ok, mình quay camera trước này, thật không thể tin nổi. Oh, so beautiful nè. Yeah, for you. Ivy nặn cái gì đấy? Ivy nặn bát à? Đâu, trông giống cái bát ăn cơm ấy. Anh Hiệp trợ giúp đi nhá. Đây thì có chuyên gia là Đỗ Kim Hiệp, thì là chuyên gia nặn bánh bao ở khách sạn. Đấy. Không biết là chị ý lặn cái gì, nhưng mà mình chỉ nhìn thấy một cái lỗ ở giữa rất là to thôi. Đây có một nghệ nhân của dạ vâng, đây là chị nghệ nhân làng gốm đang bóp đất ạ, nặn đất. Dạ vâng, ok ạ. Và chị bắt đầu quay tay. Đấy, chị quay tay. Đấy, bắt đầu chị cho tay vào cái lỗ, chị bắt đầu móc cua, móc giết các thứ đây. Đó. Vâng, và cái chúng ta đang được chứng kiến cảnh gọi là lợn làm máng ạ. Dạ vâng. Không chửi bậy trên YouTube nhá, đang online nhá. Tí chuẩn bị có mấy triệu lượt người xem rồi đấy. Đó. Đúng rồi ạ, đấy. Phải sờ ở nhiều chỗ ạ. À. Một cái tip mà chị nghệ nhân bên làng gốm hướng dẫn cho mọi người là mọi người phải sờ đều bên, sờ tất cả mọi chỗ, chỗ nào có thể sờ được, chứ không được sờ một chỗ. Đó. Đấy. Đang nặn cái bát thì ra thành cái máng lợn luôn rồi. Dạ vâng. Ivy nhìn ấy cười xem nào. Ấy xong rồi tí về cho Vivian xem nhá. Post lên thì bắt đầu là kéo Vivian vào nhá. Cái gì ạ? Không, đây em đang quay đây rồi. Lúc đấy em có ấy. Mặt em đi vào kiểu. Ok, thế là mình sẽ quay camera trước để đầy đủ mọi người tất cả. Đấy, đây. Trong đầy đủ ban ngành. Đấy, có một người thì nặn và một người thì đang quay tay. Anh Kim Hiệp. Cách sờ thế nào? Cách sờ. Đấy, còn chị kia thì hướng dẫn cái anh bạn này thì chỉ mặt đặt tên luôn, cầm tay sờ cho nó chuẩn như nào đấy. Không được sờ một chỗ. Đúng rồi, sờ rất là đều. Sờ đều. Đấy, thành cái bát rồi. Đấy. Mọi người ấy, chị này là một chuyên gia quay tay. Chị quay rất nhiều tay thôi. Quay mới sờ là chị có chuyên ngành rồi. Đấy, đây cũng là lần đầu tiên em sang đây chơi mà. Dạ vâng. Chị cũng còn dạy này thật mười mấy năm rồi, nhưng mà chưa có khách du lịch nào mà có đầy sáng tạo như bọn em. À, thế nói một có hiểu gấp 10 lần, 20 lần luôn. À, thế ạ. Tư duy cũng tốt. Vâng, cái câu này chị học rất là thuộc, lần sau lại nói với người khác. Dạ vâng, em cảm ơn. Chị nói lần đầu tiên chị gặp khách mà. Vâng, em đặc biệt mà.
One bowl á. For the rice. Vừa nước thôi, có đâu là nát. Đồ nát đồ ăn. Đây thì bên này đang nặn cái cốc uống trà. Nhiều nước quá nó nát. Đúng rồi, nhiều nước à, để võng hết cả nước vào bên trong này. Nước lôi nhiều quá. Tại đây, chị lấy nước hơi nhiều và nước đang bị ứ động ở bên trong. Ứ động nước. Không có cách nào giải tỏa được này. Giờ làm sao lấy ra? Thì bây giờ nước ở trong máng thì phải vét ra thôi. Vét ra. Với ra ngoài chút khẩu. Hả? Cái kia là tô tượng. Đúng rồi ạ. Đội chiến binh bên kia thì đang tô tượng. Ôm cả khung cả lên trên, đừng tề ở ba dưới, tề quá là cái nó nhỏ lại nó sẽ bị đứt đấy. Đeo lên trên, nào ôm vào. Nó bị đứt rồi. Chọn ý à, hãy thôi cho to. Thế cái bát kia thì bây giờ nhào mình à? Mình đã cho vào lo để tí nữa là được. Tức là sau 10 phút nữa, 15 phút nữa sẽ lấy. Thì là cái bát kia đã được chị nghệ nhân đưa vào cái lò tôn. À ở đây là chị là lò tôn hay là lò inox nhỉ? Lò inox. Tôn không, ở đây cứ gọi là lò sấy hạt. À sấy hạt, ok. Không phải, không dùng lò tôn cũng không dùng lò inox đúng không ạ? Gọi là lò sấy. Lò sấy, dạ vâng. Thì đấy thì lò của chị là đang sấy cho cái bát kia thì cũng không biết được là cái lò của chị là cái lò gì. Thì đấy thì chị cũng không bật mí là đấy là lò tôn hay là lò inox thì thôi thì mọi người cũng cứ biết nó là cái lò đấy. Còn tôn hay là inox thì cũng không quan trọng lắm. Đứng qua đây nè, nắng cái đi, chưa đi xem đi. Cái gì? Nắng một cái cốc đây. Hả? Qua nắng cái cốc đây. Không. Nắng con chim này. Không. Bà này thích chim. Và chim. Đây có mẫu đây nhưng mà em bảo là chỉ nặn bản thu nhỏ thôi tại vì nặn bản gốc nó to lắm. Đấy. Chuẩn đấy. Em nhìn em chiều. Em nặn đi. Tôi biết là nó làm. Tôi ta làm chọn quay lại em làm sạch sẽ. Đúng rồi. Có cái chị làm được cái chậu nôn không? Thì làm chậu nôn. Đó. Đây mình sẽ quay camera trước để xem. À cái rốn lồn. Vâng, chị vừa bảo là mình sẽ không tạo cái rốn lồn ở đấy ạ. Dạ vâng ạ. Tôi chỉ nhắc lại thôi. Không biết các bạn đã kịp nghe. Dạ vâng, bọn em tôn trọng văn hóa mà. Nên là đúng rồi. Nên là chị có nói nó là cái gì thì bọn em cũng ok hết mà, không vấn đề gì đâu. Đúng rồi. Đấy thì quý vị là các bạn mà có đến chơi ở đây thì quầy này nhà mình là quầy bao nhiêu nhỉ chị nhỉ? À đây. Gốm đây để bỏ cái khăn mặt ra đã. Gốm bạch long sân chơi vuốt nặn vẽ, tức là vào đây là các bạn vừa được vuốt vừa được nặn vẽ cái gì thì vẽ. Đấy. Thử làm nghệ nhân, đây là số điện thoại này. Đấy. Có thể contact trực tiếp trước khi mà đến nhá. Thì đây gốm bạch long này. Đó. Toàn bộ quang cảnh của cái xưởng gốm Bạch Long đây. Ở bên trong kia các bạn trẻ đang tô tượng này. Ngoài này thì có mấy các bạn không được trẻ cho lắm thì vẫn đang nhào và nặn. Vuốt và nặn và tí nữa là vẽ. Chị cho em hỏi là ở đây thì của mình ấy thì ban ngày đông từ mấy giờ đến mấy giờ ấy nhỉ? Thế à? Vâng ạ. 5 rưỡi rồi. Và không
Tại vì căn bản là bọn em sang đây cũng muộn rồi ấy, nên là cũng không biết được là bình thường ban ngày của mình thì như thế nào. Nhưng mà mình đi cái muộn này thì mình có cái ưu điểm em ạ. Dạ. Bọn chị sẽ dạy bọn em xóa bóp một cái cẩn thận hơn. Dạ vâng. Em tưởng chỉ được vuốt cả nặn thôi, bây giờ còn được cả sờ cả bóp nữa. Ok ạ. Vâng, vâng ạ. Vâng, ok. Mọi lần thì em cũng hay sờ nhưng mà toàn sờ linh tinh thôi. Tạo chân cho nó vững đi đã. Trời ơi, sao người ta miết sẵn các thứ nặn đấy cơ mà nhìn trông như đồng cứt đấy. Đã, không không ấy nhá, không cáu nhá, đang lên YouTube đấy nhá. Vivian xem đấy nhá. Làm cái đĩa. À, chuẩn rồi đấy, dài hình rồi đấy. Sao bảo nặn con chim cơ mà. À, nặn đây mà. Đấy. Vừa tay vào nhá. Cong rồi đấy, chuẩn. cầm quen rồi chị. Yêu nghề. Ôi, vứt chim bắn cả lên người anh. À, bắn nước. À, thế là bắn nước từ chim lên người anh. Ok, em hiểu rồi. Vừa phải đây, lầy nó vừa thế chứ lại. Sao lại vứt chim, bắn cả nước chim lên người anh ý là sao? Hả? Đúng rồi đấy.